Dạ vâng, em xin chào quý vị và em xin gửi lời chào đến anh Phương, anh ở quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Đã đặt cái bộ Onkyo V5 này bên em nhá. Dạ vâng, đây thì là hình thức về tổng thể cái bộ hôm qua em đã quay cho anh. Đây, đấy. Thì hôm nay em sẽ tiến hành test lại các chức năng còn lại nhá. Đấy, em test bàn giao luôn. Và em thử đường quang các thứ cho anh. Em quay luôn cả series chứ bàn giao cho cái. Đấy, đây. Đấy, số series của sản phẩm được các anh nhá. Đấy. Của máy là 611 611B này. Đấy là bốn số cuối nhá, là 611B của đây là số series của máy nhá. Anh nhớ nhận hàng thì check cho em đúng số series này. Còn số series của V5 của hai cặp loa là 7329 nhá. 7329. Đấy, trước kia 7329 nhá. Đấy. Về cách kết nối thì nó cũng rất đơn giản thôi. Đây, dây loa thì anh kẹp với cả công suất đây. Màu cứ đúng màu cho em, đỏ với đỏ, đen với đen. Còn cái đường AV là đường điện thoại, nó có 3 cổng thì anh cắm cổng lại cũng được. Miễn là cắm cổng in vào, được chưa? Đấy, còn cổng quang đây, quang thì nó chỉ có một cổng duy nhất. Đây. Đấy, thì anh cắm vào cổng quang cho em, được chưa? Đây dây quang đây. Đấy. Đây nha. Anh sẽ rút ra cắm lại cho anh này. Đấy, khi anh cắm vào tivi nhá. Khi cắm vào tivi thì đường quang nó sẽ đỏ nha, đây này. Em phải che lại từ tối đây anh nhìn thấy không? Đấy, khi cắm vào tivi rồi thì quang nó sẽ hiển thị đỏ như thế này. Đấy, và lúc này thì anh cắm vào đây cho em. Anh nhớ phải cắm đúng chiều nhá. Nếu mà cắm sai chiều nó rất khó vào. Nó không vào được luôn ấy, nhưng mà khó vào. Và nó còn gãy cựa nếu mình cố gãy cắm. Và anh lưu ý cho em nhé, đây là hàng của bãi nội địa đấy nhá, thế nên là điện sử dụng điện 100V đấy. Về cắm cho em cái đường nguồn vào nhá, đường nguồn 100 vào. Đây. Đấy. Cái này là gọi là em test thêm phần CD cho các bác cho thích thôi nhá. Đấy. Đó, trước đây em không bảo anh bảo tỏ gì cái CD này nhá. Đây còn đường qua anh em chuyển cổng này. Ở đây cái này là giò, đây chuyển cổng đây. Đấy, chuyển cho em về. Đấy, digital đó đường quang. Đấy, có chỉnh bắt tép thì anh nhấn vào đây. Có chữ T O L E này. Đấy, sau đây anh xoay cái multi này. Đấy. Là nó chỉnh bát chỉnh tép nhá. Đây. Đấy. Thích bao nhiêu bát, thích bao nhiêu tép thì anh chỉnh. Hoặc là đưa sang chế độ S bát off hoặc là on. Đấy, vì mình nghe bát nhiều thì đưa sang on. Đây, như em đang để bát off đúng không? Em thích nghe nhiều bát thì em đưa sang on. Đấy. Cái này thì về cái phần chỉnh bát tép này thì về anh phải tự chỉnh nhá. Chưa đây em không biết được anh nghe như nào để em chỉnh trước cho anh được. Đấy, quang đấy. Đấy là quang còn nghe được điện thoại đây anh này. Kết nối điện thoại xong thì mở điện thoại lên cho em vào YouTube nhé. Và đây thì mình lấy một bản nhạc yêu thích này. Đấy, sau đó mình chuyển cổng cho em này, chuyển cổng tiếp cho em này, bắt cổng line nhá, chuyển về cổng line. Bye.
Ok nhá. Vậy em đã test xong ba cái chức năng cho anh nhá. Đấy. Thì về nhà anh nhớ là cắm điện 100V cho em và nhớ kết nối dây loa cho nó cẩn thận cho em nhá. Kiểm tra lại hết một lượt toàn bộ đấu nối ok rồi, dây loa xong rồi, dây điện thoại dây quang xong rồi thì lúc anh cắm điện nguồn. Đấy, và nhớ là lúc nào mà không nghe nhạc nữa thì anh vặn cho em về cái volume này, vặn về nhỏ hết có thể luôn nhá, nhỏ nhất luôn. Đấy, lúc nào mình nghe thì mình lại bật lên. Đấy, mình vặn từ từ lên để cho nó cái dàn nó được ổn định hơn nhá. Đấy. Để tránh bị giật mình, không nhớ lúc anh cắm điện thoại vào nó làm anh rình cái nó giật mình. Dạ vâng nhá. Đấy thì bác nào mà cũng đang cần một cái bộ dàn V5 như anh Phương ở thành phố Hồ Chí Minh như này thì cũng có thể alo cho bên em nhá. Đấy, có thể alo trực tiếp cho bên cửa hàng Nguyễn Bảo Audio qua số điện thoại là 0966 594 581 nhá. Địa chỉ ở cửa hàng ở số 57 đường Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội nhá. Đấy, giá của V5 này thì anh Phương đặt em là đấy, là 2,5 triệu một bộ V5 như thế này quý vị nhá. Đấy thì bác nào có nhu cầu thì cũng alo ngay cho em nhá. Đấy, bên em sẽ test bàn giao đấy các bác thấy không ạ? Riêng như em nhá, bán hàng nhá, không phải quay xong cho các bác là xong luôn đâu. Quay xong phải test bàn giao. Đấy. Rồi có những bác mà chưa biết thì bảo là chú hướng dẫn cho anh cách đấu lối bên em nhiệt tình luôn nhá, hướng dẫn cho các bác cách đấu lối các thứ đàng hoàng. Đấy. Chỉ cần các bác nhớ cho em là về cắm điện đúng 100 là được nhá, điện 100V là được. Đấy, để và các cái thao tác ví dụ như là dây này, dây các thứ này, các cái đầu dây này để các bác phải vo tròn lại cho em để tránh nó hiện tượng là nó chập công suất. Đấy, nó ảnh hưởng đến cái bộ dàn. Đấy thế thôi, chứ còn những cái dòng này về các bác cứ dùng thoải mái mà. Cứ đấu lối cẩn thận cho em mà được nhá. Dạ vâng, em xin phép được kết thúc video tại đây. Xin chào các bác nhá và hẹn gặp các bác tại video tiếp theo bên em nhá.